được thấy tự nơi tâm. Nati mê sa ra năng anh nhân thâm mô mê sa ra năng quá răng. Ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Phật bảo là đạo hiểu. Nên con phải thật lòng thành kính mà nương theo, bằng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Suvati bano phagavato sa vakasankho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Uchuvati bano phagavato sa vakasankho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà gia ba ti bàn nô pha ra quá tô sa quá ca sang khô. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc, dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti bàn nô pha ra quá tô sa quá ca sang khô. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo pháp giới tuệ. Gia đi đằng chắc ta ri bu ri sa yu ga ni. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc: Tăng Đà Đạt Đạo cùng quả Tu Đà Quần, Tăng Đà Đạt Đạo cùng quả Tư Đà Hàm, Tăng Đà Đạt Đạo cùng quả A Na Hàm, Tăng Đà Đạt Đạo cùng quả A La Hán. Atta Purisa Bhukgala. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc: Tăng Đà Đạt Đạo Tu Đà Quần, Tăng Đà Đạt Quả Tu Đà Quần, Tăng Đà Đạt Đạo Tư Đà Hàm, Tăng Đà Đạt Quả Tư Đà Hàm, Tăng Đà Đạt Đạo A Na Hàm, Tăng Đà Đạt Quả A Na Hàm, Tăng Đà Đạt Đạo A La Hán, Tăng Đà Đạt Quả A La Hán. Ê sa pha ra quá tô sa quá ca sang khô. Chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hù nay vô. Các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tịnh thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Ba hù nay vô. Các ngài đang thọ lãnh của tịnh thí mà họ dành để cho thân nguyện cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đền dâng cúng cho các ngài. Đắc khi này vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thì tinh lý nhân quả đem đền dâng cúng. Anh chả ly ca ra ni vô, các ngài đảng cho chúng sanh lễ bái. Anutta rằng quân nhắc khép tăng lô cát xa. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kiệt. Nạp thi mê sa ra năng anh nhân sân khổ mê sa ra năng quá răng. Ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nên theo, chỉ có đức tăng là quý bảo. Nên con phải lòng thành kính mà nên theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quạnh đà mi chê tí giang sắc bằng sắc bát tha nê số bát tích thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thịnh uất tha ru bằng sắc ca lăng sa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mầm hi cha rằng anati to pha già thi thầm mầm hi pha già thình anati to ma ra na thầm mầm hi ma ra nàng anati to sắp bề hi mề bi về hi ma na bề hi na na pha wo quy na pha wo cầm mắt sa còm ni cầm ma đa ya đô cầm ma vô ni cầm ma bành thu cầm ma ba ti sa ra nô dặn cầm măng ca ri sa mi can ya năng qua ba ba căn qua tát sa đa ya đô pha huyết sa mi ê quan âm hê hi a phình năng bắt cháu quét khi tắp bằng.
Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều tường phải tường xét ra, ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đằng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đăng kỳ, ta đây phải chịu phân ly nhân vật quý mến, ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành, sắp bê sát ta áo quê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đục kha hòn tu áp giả bạch cha hòn tu anika hòn tu con xin sám hối đi kha yu ca hòn tu aroga hòn tu sambhati hi samut chan tu su khi atta nang ba li ha ran tu đúc khắp bát ta chan nít kha pha yap bát ta chan nít pha ya so khắp bát ta chan nít so ka hon tu sắp bê vi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ xin quý vị trong đạo tràng cùng với mấy ta đọc tắt bạc để xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma yang phan te quý sung quý sung rakanatha ya ti sa ra ne na sa ha ban na si la ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dâm bi ma yang phan te quý sung quý sung rakkanatha yati sarane nasa ban chasila niya chama. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, tati yam bi ma yang phan te quy sung quy sung rakkanatha yati sarane na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con kính dâng mít đến ngài, cung thỉnh ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiền nam tín nữ. Xin được thay mặt tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Buddhang saraṇang gacchami. Con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saraṇang gacchami. Con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saraṇang gacchami. Con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam bi Buddhang saraṇang gacchami. Con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì,
Dutiyambi dhammang sanangacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Dutiyambi sangkang sanangacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyambi buddhang sanangacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyambi dhammang sanangacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyambi sangkang sanangacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thâm mạng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khang sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Tu ti dâm bi, bụt thằng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Tu ti dâm bi tâm mạng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Tu ti dâm bi sang khang sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi buốt thằng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi sang khang sa ra nàng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa rần hạt các năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Ma na ti ba ta về ra mạnh đi sẽ khó bằng sâm anh dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều hậu là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về làm mạnh đi sẽ khó bằng sâm anh dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều hậu là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mi cha cha ra về làm mạnh đi sẽ khó với thân sâm mắt dạ mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mục sa quan đa. Về làm mạnh đi sẽ khó với thân sâm mắt dạ mi. Còn xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sự gà mê ra gia mai chập ba mai đất hạ nam. Về là mình y sẽ có bất hình sâm mắt dạ mi. Còn xin quan như điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Na pi ba ta về ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha na quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da we ra ma ni sit kha ba đăng sa ma di ya mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chap ba ma đa tha na
Quê Ramani Sika Bá Đăng Samadhyami. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani Bancha Sika Bá Đăng Samadhyami Satukang Katoa Chakalang Samarak Thì Tập Băng. Khi Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng nguyện diện hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À, Ma Phạn Tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tinh doanh tích sì lê na phu ca sâm bát đàn sì lê na nê phu tinh doanh tì tà sâm mai sì lăng quỷ sô tha dê. Các chúng sinh này sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sáng đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhờ Niết Bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thai. Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sung qua uttamang bút thề vô. Kalito đô sô bút thô khám a tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ biết đằng dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh cho đu vi thằng quá rằng thâm mê vô khá li tô đô sô thâm mô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha đu vi thốt ta mang sang khệ vô khá li tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, tiếp theo đây con kính dâng mít trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được toàn phước báo này ạ. Sư Rạch Minh Mê Bụt Thá Sê Thô Thà Rê Bụt Tô Chá Đạp Khi Nê Hoa Mạng Sê Mộc Gà La Nô Phụ Rạ Tô Vy Đà Kà Tá Giang Bạch Khi Mê Mà Mạ A Năn Đô Kỳ Nà Sá Hoa Chá Tô Đi Sa Sá Mạn Tà Lô Kà Bà La Chị In Đá Đê Hoa Sá Phrom Mạ Kà E Tê Sá Ngã Nú Phà Quê Nà Sá Phạ Giao Bạc Đá Hoa Nê Kà An Tá Rà Gia Pì Vy Nà Sán Tú A Sê. Xạ tô Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt Xá Lợi Phất, quay trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan Chầu, Bố Phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên, Vô A Lực Pháp Màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sư Hòa Thá Lạc Thô Sư Kỳ Tổ Vô Rô Nó Hô Vô Thá Sa Nê A Rô Gô Sư Kỳ Tổ Ôi Sa Hạ Sa Bế Nha Thiết Phi Sa Hạ Thá Lạc Thà Sư Kỳ Tổ Vô Rô Nó Hà Vô Thá Sa Sa Nê A Rô Gà Sư Kỳ Tổ Ôi Sa Hạ Sa Bế Nha Thiết Phi Thề Hạ Thá Lạc Thà Sư Kỳ Tổ Vô Rô Nó Hà Vô Thá Sa Sa Nê A Rô Gà Sư Kỳ Tổ Hô Thá Sa Hạ Sa Bế Hị Nha Thiết Phi Cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa
sa thu lành thai. A ca sát tha chấp phong mát ta đề qua na ra mất tí ca. Quân nhân nô anu mô đàn tu chi răng đặc canh tu sa sa năng. A ca sát tha chấp phong mát ta đề qua na ra mất tí ca. Quân nhân nô anu mô đàn tu chi răng đặc canh tu nô ra lô. A ca sát tha chấp phong mát ta đề qua na ra mất tí ca. Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rạc khanh tu nhà ta vô. A ca sát tha chấp phụm mát tha đê hoa na ra mất tí ca. Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rạc khanh tu ba ni nô. A ca sát tha chấp phụm mát tha đê hoa na ra mất tí ca. Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rạc khanh tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh quan hỷ đều chúng con. Hậu trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyền thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy tụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu ô sanh. Văn kinh chi cú sa la căm mạng, các tập bằng kỳ ri dân ma ma ca ye na qua cha ma na sa ti na se su na tăng ca tăng ye sát ta san ni no at ti ye cha sát ta san ni no ca tăng quân nhà pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê ye tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng quân nhà pha lăng ma ya ye cha ta ta na cha nan ti đề hoa gần tòa đi quê đa dùm sắp bê lô cầm hi ye sắp ta chi quan ta ra hê tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đà tạo thành do thân khẩu ý tu hành do nên đều là báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bạn. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng, được mà hưởng an phước cơ hội hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chung đền hậu mặt ngay. Có người làm phước được rải lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lặng chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cũng dường qua thành thực phẩm mùi hương thọa lầm. Y đăng vô nhà tị năng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh nơi lạc cảnh. Y đăng quá ta mê bùn nhân à, sa quắc ca gia quá an hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm ổn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ nằm nơi tâm. Dạ, con đã xong phần lễ bái tâm bảo và thọ trì giới. Con kính cảm ơn Ngài Trí đã truyền tâm quy ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Phước báo trong sạch mà con đã tạo được ra trong ngày hôm nay, con kính dâng đến Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý Ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm thành tựu được đạo quả như thế. Và con cũng kính dâng phước báo hôm nay đến với đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức tự phụ Gotama. Và phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới đã xong. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ, con kính dâng mình trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt.
hai nam mô tham mai ya nam mô sang khai ya kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 84. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lo Kutamo Sappagaru Vichetthako Lo Kassastha Janadam Mako Vido Vanda Mahantan Narapu. Cha này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tham mô ca đi bồ vi ta sa sát thu nô lô ca nó mình thát sa quý nà ca lô cô sắp và nhu bút thấp và tê phù tí sanh nhá tô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như là soi sáng vẹt màn vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cũng vừa. Sân khô quý số thô thú gá tá xa xa quá cô sách thà thú ca mô quá ra thầm má sách thá cô niền đà bá sân xà đi á na đá rồ quá rồ hoành đà má hành tăng ná ra phụ. Cái này giác cần tăng bảo kinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thân tịnh ly trần xa lệ theo pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà ná tá gia tê chê ná sá khà mê ê tú quá á nàng tá xà bí hà nú phà quê ná sá hạ xà dê ná sá khà tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Câu Phật hình ha. Câu Phật ngôn 84. Chúng ta bắt đầu ha. Alo, âm thanh quý vị nghe vừa phải, nghe nhỏ, nghe lớn như thế nào để chúng tôi điều chỉnh. Âm thanh quý vị nghe rõ không? Tốt ha. Rồi, ô sa thủ. Rồi. Vậy là ổn định ha. Rồi bây giờ chúng ta học nha. Đa atta hề tu na parasa hề tu. Đa atta hề tu na parasa hề tu. Đa atta ta hề tu na parasa hề tu. Đó là câu đầu tiên ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Na puttamicche na thanang na rathang. Na puttamicche na thanang na rathang. Na puttamicche na thanang na rathang. Thân. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Na atta hề tu na parasa hề tu na puttamicche na thanang na rathang. Na atta hề tu na parasa hề tu na puttamicche na thanang na rathang. Lần thứ ba ha. Na atta ta hề tu na parasa hề tu na puttamicche na thanang na rathang. Bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Na icche ya athamme na sammitthi mattano
na ích thầy giác á thầm mê na sám mi thị mặt tác nô. Đọc chậm để quý vị theo dõi những cái từ này ha. Lần thứ ba, na ích thầy giác á thầm mê na sám mi thị mặt tác nô. Lần nữa, na ích thầy giác á thầm mê na sám mi thị mặt tác nô. Cũng hồi sau đọc trong bài giai đầu, bởi vì câu này những cái từ nó không đồng đều nhau, câu tám từ, tám từ, chín từ, nhưng mà ở đây trên tám từ nhiều hơn ha. Và câu cuối cùng, sa si la hòa bành nhau hòa thầm mi cô si già, sa si la hòa bành nhau hòa thầm mi cô si già. Sát sì la hòa bành nhau hòa thầm mi cô sĩ già. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Nay ít thầy giá thầm mê ná sát mi thi mắt tá nô. Sát sì la hòa bành nhau hòa thầm mi cô sĩ già. Nay ít thầy giá thầm mê ná sát mi thi mắt ta nô sa si la hòa bành nhau hòa thầm mi cô si già. Đọc lại lần nữa, na ít thầy giá thầm mê na sa mi thi mắt ta nô sa si la hòa bành nhau hòa thầm mi cô si già. Câu này coi đọc ha. Bây giờ chúng ta ôn lại trường âm đoạn âm. Và cái cách mà đọc hay nhất á, là một lần hai câu. Cuối câu số 2 nó là một trường âm. Mà khi mà quý vị thấy trường âm ở cuối câu số 2 thì quý vị cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy sung sướng. Và có người tặng hoa này chứ, thấy dễ. Nói vậy chứ không phải dễ đâu nghe. Na at ta he tu na pa ra sa he tu na put tâm ít thề na thắng năng na rắp thần. Na ít thề giá thầm mê na sâm ít thi mắt ta nô sa si la hòa bình nhá hòa thầm mi cô si già. Chỉ có cách đọc này là dễ rồi. Chia làm hai ha. Ai mà không chịu nghe đọc, nghĩa là lần bốn câu này ráp chung vô nhau, đức hơi thì không nói, đức bóng thì ráng chịu nha. Na atta he tu na parasa he tu na putta mat mitche na thanang na rat thang na ichai ya tham me na na samithi matta no sa si la wa ban nya wa tham mi ko si ya. Câu 3, câu 4 chắc khó đọc, nhưng mà thấy cái này nghe là thử thách ai với thử thách quý vị trong đạo tràng này. Đó là chuyện nhỏ phải không? Bảo đảm quý vị đọc cho trái. Nhiều cái từ nó khó như ở trong vi diệu pháp. Ô, quý vị đọc ro ro, đọc ao ao thì cái này nhầm nhò gì phải không? Rồi, không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Và câu Phật con này hay ạ. Đọc lại lần nữa dùng tên ha. Đọc theo dòng kênh ha. Na atta he tu na parasa he tu na putta miche na thác năng thác na rắc thăng. Na ít thầy giá thầm mê na sá mít thi mắt ta nô sá si la hòa bình nha hòa thầm mít ô si già. Rồi chậm rãi, vì vậy chậm chậm á, đừng có đọc nhanh quá nha. Nhanh quá là bị rối á. Đó là dòng kinh. Cái câu này khó, chúng ta chia làm hai đi cho cái dòng kinh nó ổn định.
quý vị cũng khuyên chút, đừng có cố quá đọc một lần hết hơi luôn bốn câu, trừ trường hợp á khi nào mình nắm vững, chứ còn bây giờ chưa chắc ăn á, thì đọc hai câu cho nó an toàn trên xa lộ ha. Rồi bây giờ cái này kệ cũng càng khó hơn nữa à, nhưng mà có ba cách kệ. Cách kệ thứ nhất là chúng ta đọc từng câu một. Kệ thứ hai là chúng ta đọc một lần hai câu. Và cách kệ thứ ba là cái cách kệ nghĩa là mì ăn liền, tức là làm thắng tù tì một hơi luôn. Cái giọng kệ đó quý vị từng nghe Ngài Hộ Giác kệ ha. Ngài Hộ Giác là người kệ một lần hết một bài kệ luôn. Mà cái giọng kệ của Ngài thôi tuyệt vời. Ngài là một vị giảng sư của thế giới mà. Cho nên khi mà Ngài cất lên cái giọng kệ, một bài kệ, một hơi, chúng ta không có thể, không thể coi như là bất chước. Nếu mà bất chước như vậy chúng ta cũng đi theo Ngài rồi. Rồi bây giờ kệ sao đây? Khổ quá. Có gì sai quý vị thông cảm ha. Nata hetu naparan sahetu naputamache nathanan narantham naichaya thammena samin thimatanu sasilawa panyawa thammiko siya. Ồ, không được rồi. Quý vị đọc nhau hay hơn chúng tôi chứ. Đọc cái kiểu này thôi thua. Hai câu đầu còn đọc nghe nó trôi chảy ha. Qua câu thứ ba, câu thứ tư, trời ơi khổ quá bà con ơi. Na ta he tu na pa ra sa he tu na pu ta me che na tha năng na ra thăng na ích chay ya tham me na sa mi ti ma ta nu sa si la wa pan nya wa tham mi ko si ya. Rồi cái này thôi quý vị, đó gọi là kệ đằng sau cũng được, quý vị thông cảm ha. Quý vị cảm thấy quý vị kệ hay là mình tự mình khen mình thôi, chứ còn cái này mà ai khen á coi chừng mắc mưu nha. Mình không có khen người khác mà mình tự khen mình. Atahi atanonato ha, mình hãy nhìn lại chính mình cảm thấy mình hay là được rồi. Còn người khác vỗ tay vỗ chân như xí kim thôi dẹp quan bay nghe, không quan trọng. Mà chúng ta đọc mà chúng ta quan hỷ ha. Rồi sợ quá luôn, sợ quá luôn mà đưa tay thứ nhì ha. Rồi xin mời quý vị ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, bây giờ con cũng xin đọc câu Pháp Cú số 84 ạ. Dạ. Na atta he tu na barata he tu na butta mitche na tha năng na rat thăng na ích chay ya tham me na sa mit thi mat ta no sa si la wa ban nya wa tham mi ko si ya. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Na đoạn âm, at trường âm nhấn, tá đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú, ná, ba là ba đoạn âm, rát trường âm nhấn, xá đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú đoạn âm, ná đoạn âm, bút
trường âm nhấn, tá đoạn âm, mít trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, ná đoạn âm, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, rắc trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na atta hệ tu, na barat sa hệ tu, na bút ta mít chê, na thanh năng, na rắc thăng. Dạ con xin vâng, tích tiếp câu 3 và câu 4. Ná đoạn âm, ít chay là hai trường âm nhấn. Giá đoạn âm, á đoạn âm, thâm trường âm nhấn. Mê trường âm thông thường. Ná đoạn âm, xá đoạn âm, mít trường âm nhấn. Thí đoạn âm, mát trường âm nhấn. Tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Xá đoạn âm, si trường âm thông thường. Lá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Banh trường âm nhấn. Nhá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Thâm trường âm nhấn. Mí đoạn âm, cô trường âm thông thường. Xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Na ích chay ya a tham me na sa mít thi mát ta no sa si la wa ban nha wa tham mi ko si ya. Dạ con đọc lại hết bài. Con coi phần như này có bài không? Na ích. Dạ, nhảy. Na atta hệ tu na barat sa hệ tu na bút ta mít chê na tha năng na rắc thăng. Nhảy hoài. Na ít chê ya a tham mê na sa mít thi mát ta nô sa si la hòa bần nha hòa thầm mi cô si ya. Con xin đọc lại một lần nữa. Họ sẽ nhảy hoài. Na atta hệ tu. Na atta hệ tu na barat sa hệ tu na bút. Ta mịch chê na tha năng na rat. Thằng na ít chay ya a tham me na sa mít thi mát ta no sa si la wa ban nha wa tham mi ko si ya. Không vì mình vì người, không cầu được con cái tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp. Vì ấy thật trì giới có trí tuệ đúng pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na ta hê tu na ba ra sa hê tu. Bữa nay sao nhảy lên nhảy xuống vậy? Dạ, con kể lại đi. Na ta hê tu na ba ra sa hê tu. Na bồ ta mít chê na tha năng na rắc thăng. Na ít chay ya a tham mê na sa mít thi mắt ta nô sa si la wa ban nha wa tham mi ko si ya. Dạ để con kể lại. Na ta he tu na barat sa he tu na bo tat che na tha nang na rat thang.
Na ít chay ya a tham mê na sa mít ti mắt ta no sa si la wa bánh nha wa tham mi cô si ya. Giọng con giống như cái thùng thiết bể. Con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tây Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ càng dạ rồi quý vị ơi, âm thanh như là thùng thiết bể. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, các sư và các cô tu nữ. Được an vui, con xin trả bài kinh Pháp Cú số 84. Cô Meta ơi, nghe cô nói giống như thùng thiết bể. Thùng thiết bể là gì tôi không biết, nhưng nghe hai nói giọng rò rè càng càng như cái trống bị lủng chẳng hạn vậy đó. Thùng thiết bể, thùng thiết bể làm sao ta? Cái thùng nó bị bể rồi nó kêu sao tôi không biết. Đại khái là nghe cô nói, tôi nói hãy đợi đấy, tôi tự nhắn nhủ tôi đừng có cười người ta, hãy đợi đấy rồi từ từ cũng đến ngươi mà thôi. Đời vô thường mà không ai tránh qua khỏi sinh bệnh lão tử mà con. Không sao đâu. Rồi giờ trả bài nữa ngồi cười. Sư nói kệ sao cũng được phải không sư? Con thấy cái bài mấy ngày kể nghe buồn quá, thôi kể theo ý con, miễn mà đúng vui vẻ thôi, kể sao cũng được hả sư? Sư không có vậy. Con trả bài đi để sư nói. Bà Tám nói nhiều quá. Trả bài đi. Ủa bữa nay có ai nha? Dạ. Quý vị có nghe rõ không quý vị? Tại sao cô có tỷ phu quán không mà đi vô trong cái room tôi vậy? Để tôi zap out nó coi được không? Dạ. Quý vị vẫn nghe rõ bình thường ha. Dạ. Sư quán không á, sư bấm vô cái nút của chỗ con làm gì mà nó chiếm hết nửa cái, sư lấy cái ra đi sư. Còn thôi con lắp sư á. Thôi con trả bài đi, sư từ từ làm đi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 84. Na atta he tu na pharak sa he tu na phuk tam mit che na tha nang na rak thang na ich chay ya tham me na sam mit ti mak ta no sa si la wa pan na wa tham mi ko si ya na atta he ta na pharak sa he tu na phuk tam mit che na tha nang na rak thang na ich chay ya tham me na sam mit ti mak ta no sa si la hòa thành nha hòa thầm ni cô si già. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Ná đoạn âm, ắc trường âm ngắn, tá đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú ná tá ba đoạn âm, rá trường âm ngắn, xá đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú đoạn âm. Phân tích câu số 2. Ná đoạn âm, phúc trường âm nhắn, tá đoạn âm, mít trường âm nhắn, chê trường âm thông thường, ná thá hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, rắc trường âm nhắn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3 và câu 4, rồi phân tích câu 3, câu 4. Na atta he tu na phát sa he tu na phúc tam mít chề na tha nằng na rắc thần na ít chày gia thầm mề na sa mít chi mắc ta nồ sa xì la hòa thành nha hòa thầm mi cô si già. Phân tích câu số 3. Ná đoạn âm ít chày hai trường âm nhắn giá á hai đoạn âm thầm trường âm nhắn nê trường âm thông thường ná xá hai đoạn âm mít trường âm nhắn thí đoạn âm mắt trường âm nhắn tá đoạn âm nô trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cùi hai câu cuối cùng. Xá đoạn âm si trường âm thông thường lá đoạn âm
qua trường âm thông thường, đanh trường âm ngắn, nhá đoạn âm qua trường âm thông thường, thăm trường âm ngắn, ní đoạn âm, khô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi lặp lại nguyên bài và ca kệ. Na ít chày giá thầm mề, na sá mít thi mắc ta nồ, sá xì lá hòa tành, nhá hòa thầm ní cô xí già. Na ác ta hề, tu na phá rác sá hề, tu na phúc ta mít chề, na thầm, na ác ta hề, tu na phá rác sá hề, tu na phúc ta mít chề, na tha nặng, na rắc thằng. Na ít chày giá thầm mề, na sá mít thi mắc ta nồ, sá xì lá hòa thành nhá hòa thầm ni cô xí già. Đọc lại lần nữa cho chắc ăn câu dài cái xuống hàng chữ nhảy. Na ác ta hề tu na pha rác sa hề tu na phúc ta mít chề na thả nặng na rắc thằng na ít chày giá thầm mề na sa mít thi mắc ta nồ sa xì lá hòa thành nhá hòa thầm ni cô xí già. Bây giờ ca kệ nha, kệ thì thôi cũng được đó, miễn là được thôi. Con thấy cái dầu trời kệ giống thương nhạc buồn bã quá, không kệ theo ý con đi. Na ác tha nê tu na pha rạc sa hê tu na phục ta mít chê na tha năng na rạc thăng na ít chê giá a thăm mê na sa mít thi mắc ta nô sa thi la hoa thăm nha hoa thăm mi cô chi ya. Na ác ta hê tu na pha rạc sa hê tu na phục ta mít chê na tha năng na rạc thăng na ít chê giá a thăm mê na sa mít thi mắc ta nô sa thi la hoa phân nha hoa thầm ni cô chi ya. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới có trí tệ đúng pháp. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai gì xin sư sửa. Để con sửa lại cái stream con. Sa thủ kính cảm ơn Kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ, nhục quỳnh kính cảm ơn Thiền Vũ Kim Nhung Hồng Mai học trò và sức chim cho nhục quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Chi Đức Thượng Tọa Quán Không cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhục quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và kính mạch ngài và đạo tràng. Con hôm nay không phát lễ, con ôn bài trước rồi con chạy. Lý do là hôm nay có Như Quang bất tự vận rồi nên xin phép đạo tràng nghe cho Nhật Quỳnh ôn bài trước, không như mỗi lần Nhật Quỳnh bao chót, nhưng mà hôm nay có Như Quang quất bài nên Nhật Quỳnh đã bài xong mà Nhật Quỳnh chạy. Và Nhật Quỳnh xin tặng những cành hoa tươi đẹp nhất đến vị nào nên trả bài sau nha. Bây giờ con xin phép được trả bài. Dạ, cảm ơn Như Quang. Na atta hê tu na bara sa hê tu na buta mít chê na tha năng na rác thăng na ít chạy giá áp thầm mê na sa mít thi mát ta nờ sa xì la hòa bàn nha hòa thầm mì cơ xí già. Na áp ta hề tu na ba ra sa hề tu na buốt ta mít chê na thanh nặng na ra thăng na ít chạy giá áp thầm mê na si mít thi mát ta nờ sa xì la hòa bàn nha hòa thầm mì cơ xí già. Dạ, con xin được phân tích hai đoạn một ạ. Đoạn một và đoạn hai. Ná đoạn âm, ác trường âm nhấn, tá đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú ná bá ba đoạn âm, rách trường âm nhấn, xá đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú ná hai đoạn âm, bút trường âm nhấn, tá đoạn mít trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, ná
tha hai đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ná đoạn âm rắc trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm na a ta hề tu na ba ra sa sa hề tu na bút tam mít chề na thanh năng na ra thăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ná đoạn âm ích chày hai trường âm nhấn giá á hai đoạn âm thâm trường âm nhấn mê trường âm thông thường ná xá hai đoạn âm mít trường âm nhấn thí đoạn âm mắt trường âm nhấn tá đoạn âm nô trường âm thông thường xá đoạn âm si trường âm thông thường lá đoạn âm qua trường âm thông thường manh trường âm nhấn nhá đoạn âm qua trường âm thông thường thâm trường âm nhấn mí đoạn âm cơ trường âm thông thường xí đoạn âm gia trường âm thông thường na ít chày gia á na ít chày gia á thầm mê na sa mít thi mát ta nờ sa xì la hòa ban nhạc hòa thầm mi cơ xí gia na a ta hệ tu na ba ra sa hệ tu na buốt ta mít chề na thanh na thanh nặng na rát thằng na ít chày ya a thầm mê na sa mít thi mát ta nờ sa xì la hòa ban nhạc hòa thầm mi cơ xí gia. Không vì người vì mình, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu. Với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Dạ, bây giờ thì con xin phép đứt kệ ạ. Na ta he tu na ba ra sa he tu na bo tam mic che na tha năng na ra thăng na ích che ya a tham me na sa mic ti ma ta no sa se la qua ban nha qua tham mic co si ya na ta hê tu na ba ra sa hê tu na bo ta minh che na tha năng na ra thăng na ích che ya a tham me na sa mít chi ma ta no sa si la qua bạch nha qua tham mi cơ si ya nam mô bích tha ya ya. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhục Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Và cho con nói với chị Metta một câu. Chị Metta ơi, đừng có ngại. Nếu Nhục Quỳnh bằng tuổi chị, chưa chắc chị Nhục Quỳnh đã đọc nổi, chứ đừng nói kệ. Nên chị cứ an tâm, chị là trưởng lão của cư sĩ trong rung Phật giáo Nam Truyền, nên chị cứ an tâm mà cầm mít, đừng có lo gì hết. Nhật Quỳnh rất là ủng hộ chị, rất là tán thán cái sức học của chị. Nhật Quỳnh không bằng đâu, nên yên tâm ha. Dạ, đừng có lo. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Và Nhật Quỳnh tặng những cành hoa tươi đẹp nhất đến những vị trả bài sau nha. Bây giờ thì Nhật Quỳnh xin chạy. Dạ, Như Quang ơi, Nhật Quỳnh giáo lại cho Như Quang nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Quán Không. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc bài. Để con kéo xuống. Na a ta hề tu na ba ra sa hề tu na bút ta mít chề na tha nằng na ra thằng na ích chày ya a thầm mề na sa mít thi mát ta nổ sa xì la hòa bành nha hòa thầm mi cổ si già na a ta hề tu na ba ra sa hề tu na bút ta mít chề na tha nằng na ra thằng na ích chày ya a thầm mề na sa mít thi mát
a nô sa di la hòa bành nha hòa thầm mi cô si già. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ná là đoạn âm, ác là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, tú, ná, pá là ba đoạn âm, ras là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, tú là đoạn âm, ná là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mic là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ná, thá là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na a ta hề tu na ba ra sa hề tu na bút ta mic chê na tha nằng na ra thẳng. Ná âm, ích, chây là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, á là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường. Ná, xá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Na a ta hề tu na ba ra sa hề tu na bu mi kể na tha nằng na ra thằng na y chày ya a thầm mề na sa mi thi ma ta nổ sa xì la hòa bành nha hòa thầm mi cổ si già. Dạ con xin kể ạ. Na a ta hề tu na ba ra sa hề tu na bu ta mi chê na tha năng na ra thăng na y chê ya a thăm mê na sa mi thi ma ta no sa si la wa bành nha wa thăm mi cô si ya. Na a ta hê tu na ba ra sa hê tu na bu ta mi chê na tha năng na ra thăng na y chê ya a thăm mê na sa mi thi ma ta no sa si la wa bành nha wa tha mi cô si ya. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn chị Như Quang đã bớt bài. Xin mời Hồng Mai. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Quán Không, kính người ở với Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Như Quang, chị Vũ Hà, chị Esta, chị Kim Nhung và Hà đã cho biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 84. Na áp ta hề tu na ta ga sa hề tu na ta. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại. Na áp ta hề tu na ta ga sa hề tu na put ta nít chề na tha nằng na hát thằng na ít chày ya thầm mề na sa mít thi mắt ta nổ sa xì la hòa bành nha hòa thầm mi cô si ya. Na áp ta hề tu na ta ga sa hề tu na put ta mít chề na tha nằng na rát thằng na ít chày ya thầm mề na sa mít
thi mắt ta nổ sát sĩ la hòa phần nha hòa thầm mi cổ si ya. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ná là đoạn âm, áp là trường âm nước, á đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú, ná, tá là ba đoạn âm, ras trường âm nhấn, xá đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú đoạn âm, ná đoạn âm, vút trường âm nhấn, tá đoạn âm, nít trường âm nhấn, dê trường âm thông thường, ná, thá hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, rát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná át ta hề tu ná pa gát sa hề tu ná put ta mít chê ná tha năng ná lát thăng. Con xin phân tích câu 3 và 4. Ná là đoạn âm, ít là trường âm nhấn, chay ít chay là hai trường âm nhấn, giá á là hai đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, ná xá hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, thí đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xá đoạn âm, si trường âm thường, lá đoạn âm, qua trường âm thông thường, tanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, qua trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, ní đoạn âm, cô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Na ít chày giá áp thầm mề na sa mít thi mắt ta nồ sa xì la hòa tành nha hòa thầm mi cô xí già. Dạ con xin đọc lại câu cải ngôn số 84. Na át ta hề tu na pa gát sa hề tu na put ta mít chề na tha nặng na gát thằng na ít chày giá áp thầm mề na sa mít thi mắt ta nô sa si la hòa tành nha hòa thầm ni cô si già. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Na atta hetu, na parasa hetu, na putta minche, na thang na lat thang. Na itchaya athamme na samithi mattano, sa sila wa panya wa thamiko siya. Na atta hetu, na parasa hetu, na putta mitche thanang na lam thang. Na ichaya athamme na samithi matano, sa sila wa panya wa thamiko siya. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉ sửa dùm. Xin cảm ơn chị Như Quang đã post bài, cảm ơn toàn thể đạo tràng. Xin mời Thiện Vũ ạ, con xin xuống mic. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 84. Na atta he tu na parasa he tu na putta micche na tha nang na rat thang. Na ik chay ya atham me na samit thi mat ta no sa si la hòa thành nha hòa thầm mi cô si ya. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ná đoạn âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú ná tá ba đoạn âm, rát trường âm nhấn, xá đoạn âm, hê trường âm thông thường, tú ná hai đoạn âm, put trường âm nhấn, tá đoạn âm, mít trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, ná thá hai đoạn âm, năng
trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná bản âm, rát trường âm nhấn, thang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na a ta he tu na pa ra sa he tu na put ta mic che na tha nang na rát thang. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ná đoạn âm x chây hai trường âm nhấn, giá á hai đoạn âm, thăm trường âm nhấn, nê trường âm thông thường, ná xá hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, thí đoạn âm, máp trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xá đoạn âm, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, qua trường âm thông thường, thanh trường âm nhấn, nhá đoạn âm, qua trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, ní đoạn âm, cô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường, na ích chây ya a tham mê na sa mít thi mát ta nô sa si la hòa thành nhá hòa tham mi cô si gia. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 84. Na át ta hê tu na pa rát sa hê na put ta mít chê na tha nam na rát thăng. Na ích chây ya a tham mê na sa mít thi mát ta nô sa si la hòa thành nhá hòa thăm mi cô si gia. Na át ta hê tu na pa rát sa hê tu na put ta mít chê na tha năng na rát thăng. Na ích chay ya tham mê na sa mít thi mát ta nô sa si la hòa thành nhà hòa tha mi cô si ya. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mê Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 84 ngày hôm nay ạ. Na atta he tu na parasa he tu na butta mit je na thanang na rat thang na it jay ya atham me na samit thi matta no sa si la wa ban nya wa tham mi ko si ya. Na atta he tu na parasa he tu na butta mit je na thanang na rat thang na it chay ya atham me na samit thi mat ta no sa si la wa ban nya wa tham mi ko si ya. Dạ, con xin được phân tích câu số 1 và câu số 2. Ná là đoạn âm, ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, tú, ná, bá là ba đoạn âm, rát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, tú là đoạn âm, ná là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ná, thá là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na atta he tu na parasa he tu na putta mit je na thanh năng na rat thang. Và câu số 3 và câu số 4. Na là đoạn âm, ich, j là hai trường âm nhấn, giá, á là hai đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường,
Ná, xá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Na ít chì giá thầm mê na sa mít thi mắt ta nô sa si la hòa bành nha hòa thầm mít cô xí gia. Dạ con xin đọc lại ạ. Na ít ta hê tu na ba rát sa hê tu na bút ta mít chê na tha năng na rát thăng. Na ít chạy giá thầm mê na sa mít thi mắt ta nô sa si la hòa bành nha hòa thầm mi cô si già. Không vì mình vì người, không cần được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ, đúng pháp. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na atta hetu na barat sa hetu na butta mitche na thanang na ranthang na itcheya athamena samithin matano sa silawa banyawa thamikosiya. Na atta hetu na barat sa hetu na butta mitche na thanang na ranthang na itchaya athamena samithi matano sa silawa banyawa thamiko siya. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin mời cô niệm từ ạ. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Sư Quán Không, con thành kính đảnh lễ Sư Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô, tôi kính chào đạo tràng. Cảm ơn cô Như Quang, cảm ơn cô Hồng Mai đã cho biết tín hiệu ạ. Dạ, sau đây con xin đọc câu pháp cú số 84. Na atta hê tu na barasa hê tu na buttamit je na tha nang na rap thang na ich chay ya atham me na samitimatano sansi la va ban nya va tham mit ko si ya. Na atta hê tu na bar na atta hê tu na ba rát sa hề tu na buốt ta mít chế tha nằng na rát thằng. Ná là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, tú ná bá là ba đoạn âm, rát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, tú là đoạn âm. Câu số 2. Ná là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường. Ná là đoạn, ná, thá là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná ít chày giá thầm mê ná sá mít thí mát tá nô sa si la và bàn nhá và thầm minh cô si già. Nè, câu số 3. Ná là đoạn âm, ít chay là hai trường âm nhấn, giá á là hai đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường. Ná xá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, mát
là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu số 4, xá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, va là trường thông thường, banh là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, va là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, là trường âm thông thường, si là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Na-at-ta-he-tu-na-ba-ra-sa-he-tu-na-bu-ta-mi-che-na-tha-nang-na-ra-thang-na-i-chay-ya-tham-me-na-sa-mi-thi-ma-ta-no-sa-si-la-va-ba-nya-tham-mi-ko-si-ya. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu. Với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Nhu và con xin kệ. Na ta he tu na ha ba ra sa he tu na bo ta mi che na tha năng na ra thang na y chay ya a tham me na sa me thi ma ta no sa si la va ban nya na va tham mi ko si ya. Dạ con đã đọc và kệ và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn Như Quang Cần đã post bài ạ. Dạ xin mời vị tiếp theo. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp. Dạ, sư Quán Không, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, và con kính lễ cô Tu Nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn sư Kim Nhung, sư Thần Mai và cô Phúc Hạnh và Lạc Lê đã cho niềm từ biết âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn sư Như Quang. Dạ, con xin đọc và phân tích bài học hôm nay là câu... Dạ. Cảm ơn Sức Như Quang đã đưa bài học lên ạ. Câu số 84. Na-at-ta-he-tu-na-pa-ra-sa-he-tu-na-put-ta-mi-che-na-tha-nang-na-ra-thang-na-ik-che-ya-tham-me-na-mi-thi-ma-ta-no-sa-si-la. Sa si la hòa bần nha hòa thầm mi cô si già. Na ác ta hề tu na ba ra sa hề tu na put ta mi chê na tha năng na rát tăng na ích chê ya a thầm mê na sa mi tha thi mát ta nô. Sa si la hòa bần nha hòa thầm mi cô si già. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Na ác ta hề tu na ba ra sa hề tu na put ta mi che na tha năng na rát thằng. Và câu số 1, na là đoạn âm, ác là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, hề là trường âm thông thường, tú là đoạn âm, ná đoạn âm, và bá đoạn âm, rát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hê là trường âm thông thường, tú là đoạn âm. Và câu số 2, ná là đoạn âm, thút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Na ích
chê ya a tham mê na sa mi ti mát ta nô sa si la hoa bàn nha hoa tham mi cô si ya. Và câu số 3, ná là đoạn âm, ít chê là hai chữ nhấn, giá là đoạn âm, á là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, ná xá là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và câu số 4, xá là đoạn âm, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại. Na ak ta he tu na ba ra sa he tu na bu ta mi chê na tha năng na rách thăng na ích chê ya a tham mê na sa mi ti mắt ta nô sa si la hoa bành nha hoa tham mi cô si ya. Na ak ta he tu na ba ra sa he tu na bu ta mi chê na tha năng na rách thăng na ích chê ya a mê na si mi ti na Nasamik ti matano si li sa li sa si la wa ban nya wa tham mi ko si ya. Cho con đọc lại câu số 3 và câu số 4. Na ik che ya a tham me nasamik ti matano sa si la wa ban nya wa tham mi ko si ya. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu số 84. Na ang ta he tu na baran sa he tu na put ta ming che na tha nang na a ing che ya a tham me na sa ming thi mat ta no sa si la wa ban nya wa tham mi ko si ya. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai, mong ngài và đạo tràng sửa giùm con. Con cảm ơn đạo tràng thật nhiều và cảm ơn Sức Như Quang đã đưa và học lên. Đã. Bây giờ từ mình mời cô Tina, mời Bích Hà dạ.
Dạ Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài. Dạ, dạ. Kính cảm ơn Ngài Nhật Hà. Dạ con kính cảm ơn Ngài Nhật Hà Hồng Mai để cho em biết âm thanh rõ. Bây giờ con xin kế tiếp vào cái chỗ Tina, rồi xong cái đầu Tina vào lại nghe. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 84. Na atta he tu na pa dat sa he tu na put tamicche na na tha nang na rat thang na icchaya a thamme na cha mit chi mat ta ta no sa si la qua panya qua thamiko siya. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dạ câu 1 là na na atta he tu na pa rat sa he tu. Dạ chữ na là đoạn, chữ at là trường âm nhấn, chữ ta là đoạn âm, chữ he là trường âm thông thường, chữ tu là đoạn âm, chữ na là đoạn âm, chữ pa là đoạn âm, chữ rat là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ hê, hê là trường âm thông thường, chữ tú là đoạn âm. Na put ta mít chê na tha năng na rát thăng. Và chữ ná là đoạn âm, chữ put là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ mít là trường âm nhấn, chữ chê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ thá đoạn âm, chữ năng là đoạn trường đọc theo giọng nguyên âm, chữ ná là đoạn âm, chữ rắc là trường âm nhấn, chữ thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ rồi đến câu 3. Na ít chay ya a tham me na sa mi thi mat tano. Và chữ chữ ná là đoạn âm, chữ ít là trường âm nhấn, chữ chay là trường âm nhấn, chữ giá là đoạn âm, chữ á là đoạn âm, chữ thăm là trường âm nhấn, chữ mê là trường âm đặt theo giọng á con xóa đi. Dạ chữ mê là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ xá đoạn âm, chữ mít là trường âm nhấn, chữ thí là đoạn âm, chữ mắt là trường âm nhấn, chữ tá là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường. Dạ đó là câu 3. Thì giờ đến câu 4 là sa si la qua bay nhà qua thăm mít cô si già. Chữ xá là đoạn âm, chữ xí là trường âm thông thường, chữ lá là đoạn âm, chữ qua là trường âm thông thường, chữ pen là trường âm nhấn, chữ ná là đoạn âm, chữ qua là trường âm thông thường, chữ thăm là trường âm nhấn, chữ mí là đoạn âm, chữ khô là trường âm thông thường, chữ xí là đoạn âm, chữ gia là trường âm thông thường. Và con phân tích như vậy là có gì sai con kính sư sử dụng con. Dạ. Bây giờ con xin đọc cái câu việc. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vị ấy thật và trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc câu kệ, nhưng mà con thấy cái câu cuối cùng như kệ thì con thấy nó bị lạc lõng rồi. Con đọc na atta he tu na parasa he tu na buta miche na tha nang na rat thang na iche yang a tham me na samithe matano
sa si la wang ban ya wa tham mi ko si yang. Thứ là con được con chữ cuối cùng nữa nè. Dạ bây giờ con đã đọc xong rồi, con mời ngài Tina trở lại để nhận mic nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mây, Nam Mô Sanh Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô tu nữ đạo tràng. Dạ, không biết cái chị Tina có cầm mic không ạ? Thì để nhường cho chị cho xin tín hiệu. Không thấy chị lên nên... Dạ, thôi, để khỏi mất thì giờ con đọc rồi, lên đọc sau nhé. Nát át ta hề tú nát parasa he tu na putta nicce na tham mang na tham nang na rattang na icce ya a tham me na sa nitti mattan no sasil sa sasi la wa banyak wa tham miko siya. Đọc lại. Nát át tha hê tu nát pa ra sa hê tu nát bút ta mít chê na thầm năng na rát tăng na ít chê ya a thầm mê na sa mít thi mắt ta nô sa si la hòa bành nhát hòa thầm mi cô si già. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu. Với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Dạ, con xin phân tích. Nã đoạn âm áp trường âm nhấn, tả đoạn âm hề trường âm thông thường, tú ná bá ba đoạn âm, rash trường âm nhấn, xá đoạn âm, hề trường âm thông thường, tú đoạn âm, ná đoạn âm, bút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mít trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, ná đoạn âm, thá, ná thá hai đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, rash trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na atha he tu nat barasa he tu nat putta mitche na tham nang na rat tang. Na đoạn âm ich trường âm nhấn, che hai trường âm nhấn, giá đoạn âm giá tha giá á hai đoạn âm, tham trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, ná xá hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, thí đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xá đoạn âm, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, hoa trường âm thông thường, bành trường âm nhấn, nhát trường âm thông thường, hoa trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, mí đoạn âm, khô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường, na ít chày giá a thầm mề na sầm mít thí mắt ta nồ sa xì la hòa bành nhát hòa thầm mi cổ xí già na a ta hê tú na pa sa na a tha hê tú na pa ra sa hê tu na putta mít chê na thầm năng na rát tăng na ít chê giá thầm mê na sa mít thi mắt ta nồ sam xì là quá bành nhát hòa thầm mi cô si già. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu
mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Dạ con đã đọc xong. Dạ con có sai trên này chỉnh sửa dành cho con miễn cay. Con cũng không thích cay lắm mà con cũng dở lắm. Dạ con xin trao mic lại cho mời chị Tina. Dạ. Alo, 1, 2, 3, 2, 3. Chỉ có đọc dụng kinh thôi mà cũng thử thách đạo tràng ha. Alo, quý vị có thấy Sikha thử qua đạo tràng có theo dõi hay không ha? Rồi, nhưng khổ thiệt. Cái này có nhưng chứ không phải không đâu. À, quý vị thấy cái gì? Đúng rồi, Quỳnh Giang Nhật Hà biết hết trơn rồi mà ngồi im ru à. À, thấy người ta sạch uống không ngon tôi nhắc nhở không phải là sai, nhưng mà đây là Sức Hà muốn thử coi quý vị có theo dõi hay không. Đọc là thăm măng mà phân tích là tha năng, hay thiệt chứ. Chữ tha năng là của cải, thăm măng là pháp, hai cái chữ đó khác nhau. Chứ bây giờ đọc chữ thăm măng à, mà thăm măng ở dưới có thăm mì cô rồi à, pháp là nằm ở dưới rồi à, còn ở trên này thát năng mà đọc là thăm măng. Nhưng mà hay cái là khi mà phân tích á, phân tích thát năng nhưng mà giọng đọc là đọc thăm măng. Ủa chị Hà đó, ai làm public vậy hả? À, Gia Nhật Hà. Trời ơi, theo dõi dữ dội ha, hàng gì biết như vậy tại sao mà đọc sai à? Chẳng qua là coi người ta có thấy cái lỗi của mình hay không ha. Thôi đừng có thử thách nha. Mời Sitina. Alo, hồi nãy Sitina đọc là Chư Thiên nghe chứ trong đạo tràng không ai nghe. Rồi mời Sitina xà thù. Con xin sám hối. Dạ con sợ hết. Con xin phép đọc. Con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lãnh lễ quý ngài, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc lại. Na atta he tu na parasa he tu na punta min che na tha nang na ran thang na in che ya tham me na samin thi mat ta no sa si la wa pan nya wa tham mi ko si ya. Con phân tích câu 1 và 2. Ná, đoạn âm, át trường âm nhấn, tá, đoạn âm, hê, trường âm thông thường, tú, ná, phá, ba đoạn âm, rát, trường âm nhấn, xá, đoạn âm, hê, trường âm thông thường, tú, ná, hai đoạn âm, bút, trường âm nhấn, tá, đoạn âm, mít, trường âm nhấn, chê, trường âm thông thường, ná, đoạn âm, thá, đoạn âm, năng, trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, ná, đoạn âm, rát, trường âm nhấn, thân, trường âm, đọc theo giọng. Atta he tu na parasa he tu na punta min che na tha năng na rát thân. Câu 3 và 4. Na ít che ya tham me na sa min thi man ta no sa si la wa pan nya wa tham mi ko si ya. Ná đoạn âm, ít trường âm nhấn, chay trường âm nhấn, giá đoạn âm, á đoạn âm, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, ná đoạn âm, xá đoạn âm, mít trường âm nhấn, thí đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, xá đoạn âm, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, qua trường âm thông thường, văn trường âm nhấn, nhá đoạn âm, qua trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, mí đoạn âm, cô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường, na ít chê giá á thầm mê na sa minh thi văn ta nô sa si la hòa bành nhá hòa thầm mi cô xí gia. Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na an ta he tu na pa ran sa he tu na pun ta min che
si ni wa ban nha wa tham bi ku si ya. Nhân đã đọc xong, con kính tri ân ngài và con kính tri ân đạo tràng. Có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Sa thủ, quý vị rất là tuyệt vời. Sao mà một bài khó như thế này mà quý vị đã đọc hay như vậy ha? Khi mà nhìn vô một cái dòng kệ mà xin lỗi, hồi còn đi gia đình Phật tử cho đến khi lớn chỉ biết dòng kệ thôi chứ không biết dòng kinh. Bởi vì quý vị biết gia đình Phật tử thì kệ lễ bái tam bảo ha, rồi sinh hoạt cũng bằng cái dòng kệ chứ không ít có khi đọc dòng kinh lắm. Nhưng mà nhìn thấy cái bài này thì coi như Chí Tâm Phương nó cái câu cuối có vẻ hơi lạc lõng, nhưng mà khi mà kệ rồi thấy đâu có lạc lõng gì, cũng ăn rơi nhau chứ, cũng trôi chảy, nghe cũng hay với đâu phải dở hả. Anh đâu phải từ Sĩ Khà đọc sai đâu, mà Sĩ Khà muốn tạo cho người ta một cái sự chú ý, cố ý, bởi vì phân tích thì quá đúng rồi, đâu có sai đâu. Nhưng mà đọc sai, đọc không phải là đọc sai, mà thử coi đạo tràng có theo dõi không. Thấy bông hoa nên là tặng yếu quá, cho nên mới thử vậy đó, để coi người ta có chú ý không. Không ngờ có public hả? Có huynh Giang Nhật Hà theo dõi ngồi sát bên, tại sao không biết. Rồi nói thật ra câu này là một câu khó chứ không phải dễ, bởi vì ở đây dùng cái từ thuận pháp. Thuận pháp là một điều rất khó, mà phi pháp là một điều dễ. Khó bởi vì sao? Thuận pháp là mình chẳng có làm gì hết á. Ví dụ như mình giữ giới sanh là mình không có giết con vật, mà không có giết con vật đó thì đó là thuận pháp. Còn mà phi pháp á, phải nghĩa là khách tới nhà con gà thì bị ha. Tức là khi mà khách tới mình phải chạy đi đuổi bắt con gà mồ hôi mồ kê, rồi nhổ lông, rồi cái thập huyết, rồi cái thế này thế kia ha. Tức là mình sát sanh, ăn được một món ăn thấy cũng đổ mồ hôi sơn á. Trong khi cái vấn đề mình không làm gì hết, tức là mình giữ giới không sát sanh, tức là coi như có gì ăn đấy, đừng có màu mè hoa lá cầm, chẳng qua là no cái bụng là được rồi. Tại sao thích món này thích món kia? Do cái tâm tham, do chưa thích, rồi mình phải ăn cái gì cho nó khoái khẩu. Mà ăn khoái khẩu là phải sát sanh, là trộm cơm, phải tà hạnh nè, đó nói về cái thân của mình. Còn muốn mà coi như gợi ý cho người khác qua cái khẩu nè, tức là nói ướm, nói những cái lời mà nịnh nọt, đắc nhân tâm, để làm sao mà người ta họ tin mình và mình hưởng trên cái giọt nước miếng của mình, môi mép. Nhưng mà thật sự ra cái thân cái khẩu nó không quan trọng bằng cái ý. Cái ý mình vì hướng vị cái dục tanh ha, hay là ra gá gì đó, mình hướng về cái đó để rồi cái tâm mình nó đứng nơi này trong nước kia. Mà khi đứng nơi này kia mà thấy không vừa lòng là nổ bồ đề gai lên, sân hận. Rồi cũng còn một trường hợp nghĩa là tham sân, nhưng mà còn trường hợp nữa là ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo, cái đó là tâm si. Vì cái bản ngã chúng ta bị tham sân si chi phối, cho nên chúng ta làm việc phi pháp nhiều hơn ha. Thôi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng. Tại sao mà đọc khó, rồi có những cái chỗ mà chúng ta phải đổi nữa, phải thay chữ nữa. Thôi thì bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa
để thấy rằng những chữ khó chữ dễ mà chúng ta đã đọc. À, câu đầu tiên: Na atta he tu na parasa he tu. Na atta he tu na parasa he tu. Câu đầu tiên chúng ta thấy 1, 2, 3, 4 có 5 từ. Mà 5 từ đó có 2 từ là không rồi. Thì cái chữ atta he tu, hai chữ na có nghĩa là không ha. Atta he tu ở đây, hai cái từ này nó ghép chung với nhau. Atta nó là một danh từ nam tính. Akran tapung linga. Atta có nghĩa là bản thân, có nghĩa là mình. Rồi hetu, hetu nó cũng là một danh từ nam tính. Ukran tapung linga. Hetu có nghĩa là nguồn gốc hay là nguyên nhân. Nguồn gốc hay là nguyên nhân. Vậy thì ở đây atta he tu có nghĩa là của bản thân hay là chính bản thân mình. Của bản thân hay là chính bản thân mình. Rồi, chữ parasa, parasa. Chữ parasa do cái từ para. Para là một tính từ nam tính. Nhưng mà para ở đây được chia theo sở hữu cách số ít khati vi phati ekavacana. Cho nên para biến thành parasa. Parasa là của kẻ khác. Của kẻ khác. Rồi he tú ở phía sau có nghĩa là nguyên nhân gốc rễ. Nguyên nhân, nguồn gốc, gốc rễ. Rồi, bây giờ qua câu số 2 ha. Qua câu số 2: Na put tamat mikhe na thak nang na rat thang. Na put tamat mikhe na thak nang na rat thang. Thì cái chữ ná bỏ qua một bên ha. Puttamicche. Puttamicche ở đây do cái từ puttang cộng với icche ha. Puttang cộng với icche. Mà chữ puttang do cái từ putta. Putta là một danh từ nam tính. Akran tapung linga. Putta được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quy phát thì e có quá trình ha. Cho nên Buddha biến thành Buddhang. Buddhang có nghĩa là con cái. Chữ con cái. Cái này chắc ăn là những người con đi. Chứ rồi nói con cái rồi cũng được làm sao. Thôi Buddhang là những người con. Con trai hả? Con trai họ gọi là con đực, con gái gọi là con cái. Thì bây giờ chữ bú ta, bú tăng thì gọi hơn những người con này, cho chắc ăn ha. Rồi chữ ích chê. Chữ ích chê đây là một cái động từ số ít ha. Ao ước, mong muốn. Ích chê là ao ước, mong muốn. Puttamicche là ước muốn con, những người con hay ước muốn con cái, con được quý hơn ở Ấn Độ. Rồi Puttamicche ha. Puttamicche tức là do từ puttang cộng với icche, không ước muốn con cái. Tức là ở đây Ngài Hòa Thượng dịch là không cầu được con cái ha. Không cầu được con cái. Rồi chữ phía sau ná bỏ, ná bỏ. Chữ tha năng. Tha năng do từ tha na à, chị cả chú ý ha. Chỗ này tha năng do không phải là thăm măng ha. Chữ tha năng do cái từ tha na. Thana là một danh từ trung tính. Akran tanapum sakalinga.
và thanh đây được chia theo đối các số ích thì giao quy pháp tỷ e cấp quá trình ha, cho nên thanh á biến thành thanh năng là tài sản, thanh năng là tài sản, rồi chữ rách thân, rách thân do cái từ rách tha. Rách tha nó cũng là một danh từ trung tính, ác ranh tán áp bùng sắc lên gá. Rách tha ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỳ phát tỷ e có quá trình ha, cho nên rách tha biến thành rách thân. Rách thân là quốc độ, là đất nước. Rách thân là quốc độ, là đất nước. Rồi như vậy thì ở đây na atta he tu na parasa he tu na putta miche na thát năng na rát thần, người không vì lý do bản thân, không vì lý do của kẻ, không ao ước con trai, không ao ước tài sản, không ao ước quốc độ. Ngài chữ ichhe tức là mong muốn, mà ngài dùng cái từ là ao ước ha, tức nghĩa là không vì người, không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không tài sản quốc độ, tức là những cái đó bỏ qua bên đi, tức là mong muốn là do cái bản ngã, do cái tâm tham, do cái tâm tham nó chi phối thì mình luôn luôn dưới quyền lực của ác ma. Rồi qua câu thứ ba ha, làm một hơi làm chiếc như quan cũng rối luôn ha. Rồi bây giờ câu số ba, na ichhe ya tham me na samikhi matano. Qua 1, 2, 3, 4 từ, 4 từ mà có hơi dài, đọc khó. Na bỏ hoàng bên ha, bởi vì nó là không thì bây giờ đề cập tới làm gì? Ichaya do từ ichhe ở đây nè, đây cũng là một cái động từ, có nghĩa là mong muốn. Ichaya là mong muốn. Rồi từ thứ hai, athamena, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ á ở phía trước cũng có nghĩa là không, không cái gì. Thâm mê ná do cái từ thâm ma ha, do từ thâm ma, mà thâm ma là một danh từ nam tính. Á cần anh tấp phung linh ga, thâm ma có nghĩa là pháp, là chân lý, là sự đúng đắn. Nhưng mà chữ thâm ma này được chia theo sử dụng các số ít, tức là tá tỳ gia và phát tỳ e có quá trình á, cho nên chỉ thăm á thăm ma biến thành á thăm mê na. Á thăm mê na là bằng cách sái quấy, bằng cách sái quấy tức là các phi pháp á, bằng cách sái quấy. Rồi cái từ cuối cùng, samit thì mắt tạng nô. Ở đây cái từ samithin cộng với attano. Samithin do cái từ samithi. Samithi đây là một danh từ nữ tính, ikaranta ithilinga. Và samithi ở đây được chia theo đối các số ít dutiya vì phát tích e câu trình ha. Cho nên samithi biến thành samithin. Samithin là sự thành tựu, sự thành công. Samithin, sự thành tựu, sự thành công ha. Rồi chữ attano phía sau do cái từ atta. Atta là một danh từ nam tính, akaran phung linh ga. Và atta đây được chia theo sở hữu các số ích, chát thí quy phát tỷ e quá trình ha. Cho nên atta biến thành attano, là của mình, của bản thân, của mình, của bản thân. Vậy thì
Samithimattano, sự thành tựu của bản thân, sự thành tựu của bản thân. Vậy thì câu số 3 này nói lên cái vấn đề gì? Nó ít thầy giá thầm mê nó xa mít thích nhất bạc nồ. Nó ít thầy giá thầm mê nó xa mít thích mắt bạc nồ. Không mong muốn sự thành tựu cho bản thân một cách sai quấy. À, ý nghĩa câu số 3 ha. Không mong muốn sự thành tựu cho bản thân một cách sai quấy. Đây là một cách quy pháp. Rồi, sao thủ sẽ nhiều quà, nhanh mà còn lẹ nữa chứ. À, và câu cuối cùng. Sa si la hòa vành nha hòa thầm mi cô si già. Câu cuối cùng ha. 1, 2, 3, 4, 5 từ. Sa si la hòa vành nha hòa thầm mi cô si già. À, chữ xa, chữ xa ở đây tiếp về người người ấy, chữ ít ha, ám chỉ cái người nào đó. À, rồi si la hòa, si la hòa, chúng ta biết là chữ si lá nó là một danh từ trung tính ác rành tán nắp phùng sắc tình nga, nhưng mà chỉ cho sự sở hữu. À, si la quanh tú ha, si la quanh tú ở đây nó được đứng làm chủ từ số ít. À, chủ từ số ít tức là bạch tham án e cao quá chánh hay quyệt phát tiến. Si la hòa có nghĩa là người có giới, người có giới, người ấy người có giới. Si la quanh tú người có giới. À, từ thứ hai, banh nhá hoa, banh nhá hoa. Chữ này do cái từ banh nha. Banh nha nó là một danh từ trung tính. A còn tán nó cùng sắc cà linh gá. Và nó cũng chỉ cho cái sự sở hữu. Banh nhá hoành tú, banh nhá hoành tú. Và ở đây cũng được đứng làm chủ từ số ít. Bà tham án e cao quá chá ná quỳ phát tí. Cho nên Banh Nha Hoa là người có trí tuệ, Si La Hoa người có giới, Banh Nha Hoa người có trí. Rồi sao nữa? Thâm Mi Cô, Thâm Mi Cô do cái từ Thâm Mi Ca. Và Thâm Mi Ca này cũng được đứng làm chủ từ số ít. À, và Thâm A E Cao Quá Chá Na Quỳ Phát Tí. Cho nên Thâm Mi Ca biến thành Thâm Mi Cô. Thâm Mi Cô là người chân chánh, người đúng pháp. Bởi vì chữ thâm á nó là một danh từ nam tính. A Karan Tapung Linh Gia. Thâm á có nghĩa là chân chánh, đúng pháp. Thì ở đây Mi Cô có nghĩa là người chánh, người đúng pháp. À, cái từ cuối cùng si, chữ si già, cái động từ số ít này có nghĩa là có thể là, có thể là. Vậy thì cái câu cuối cùng, sa si la hòa banh nha hòa thầm bi cô si già, người ấy có thể là người chân chánh, có giới hạnh, có trí tuệ. Người ấy có thể là người chân chánh, có giới hạnh, có trí tuệ. Vậy thì nguồn 14 ha. Atta he tu na parasa he tu na putta mi che na thang năng na rat thang na ikhe ya tham me na samit mat
ta nô sa si la hoa văn nhã hoa thầm bi cô si già. Người không vì lý do của bản thân, không vì lý do của kẻ khác, không ao ước con trai, không ao ước tài sản, không ao ước quốc độ, không mong muốn sự thành tựu cho bản thân một cách sái quấy. Người ấy có thể là người chân chánh, có giới hạnh, có trí tuệ. À, ý nghĩa của Phật Quân này, Ngài Hòa Thượng Giới Đức dịch theo lối luật pháp: chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì con cái, lộc tài, trăm xe, làm điều bất chánh đáng chê, bất cứ như vậy Bồ Đề nở bông. Rồi, chẳng vì mình, chẳng vì người, chẳng vì sự nghiệp, tiếng đời, công danh, bởi do bất chánh mà thành, bất cứ như vậy đạo hành viên dùng. À, quý vị nghe lỡ thơ có Ngài Hòa Thượng Giới Đức ha, nghe nó ngủ ha, bởi vì đó là lục bát. Còn lối thơ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì có năm từ ngũ ngôn, thì hai cái lối thơ khác nhau. Không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản, quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ, đúng pháp. À, quý vị thấy lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu rất là sát với những cái từ Pali ha. Rồi. Trong hai lối dịch và cái nội dung chúng ta thấy cũng thế này thế kia. Rồi, bỏ qua một bên. Cái quan trọng là chúng ta hiểu cái nội dung. Mà muốn hiểu nội dung thì phải nghe cái duyên sự. Quý vị thông cảm ha. Câu Phật ngôn 84 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ở tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một cái vị đại đức tên là Thầm Mika. Alo alo. Cái tên Thầm Mika, cái từ Pali này quý vị viết làm sao cho nó đúng nè. Thầm Mika. Thầm Mika. Trời ơi, nhìn lên trên cái câu Phật ngôn có chữ Thầm Mika thì viết ra chính xác quá chứ hả? Thầm Mika, Thầm Mika. Rồi. Nhưng mà quý vị nhớ, có trong pháp cú quý vị đã từng học, có một cái vị tên là Thầm Mika. Vị đó là ai? Ở đây cái vị này cũng là Thầm Mika nữa. Ai còn nhớ Thầm Mika trước là ai, mà Thầm Mika sau này là một vị tỳ kheo? Bây giờ chúng ta so sánh này, nhớ đi, chứ không là nói lấy đâu ông nọ cấm cầm bà kia nữa. Học. À, bây giờ quý vị bí, trời đất ơi, khổ quá, chưa dễ đưa chữ bí lên rồi người ta hồi cũng bất giác rồi bí theo luôn à. Không được, không được. Phải suy nghĩ nha, học rồi văn ôn võ luyện cái kiểu gì nè, đưa lên chữ bí lấy bà con thấy họ hùng phước theo làm sao. Họ quan hỷ với chữ bí này, cái là họ cũng đâu có ai đưa lại. Là vì là vị Anaham hả? Phải không? Mời sư Kim Dung. Bây giờ làm sao có cái vụ này đi. Tức là ông Thầm Mika này, ông Thầm Mika kia có ông nữa nghe. Ông giống như bà. Ông đây là một cái ông Thầm Mika, một vị tỳ kheo. Còn một ông Thầm Mika nữa. Bây giờ mời sư Kim Dung nói về ông Thầm Mika là vị Anaha có vợ cũng bỏ nhà xuất gia. Rồi, mời sư Kim Dung nói về cái ông này coi có đúng không, để đạo tràng suy nghĩ.
Mời chị Kim Nhung. Alo, bằng tay đâu? Có trình tự pháp, tức là trình tự có nghĩa là trước tiên chúng ta đưa tài, rồi vấn đề thứ hai người ta họ đưa cái micro một cách nhẹ nhàng mình cầm ha, rồi vấn đề thứ ba là cứ nói khi nào xong thì xuống. Xin mời. Dạ alo alo ạ, dạ chắc con sai rồi thưa sư, nhưng mà tại vì cái tay con nó cũng tè lanh tè lẹt. Dạ theo con nhớ thưa sư là cái ông thăm mí cá, không phải ông thăm mí cá này mà ông thăm mí cá khác, nhưng mà con không nhớ là ở cái câu Phật ngôn nào, nhưng đó sau khi ông được đến nghe pháp của Đức Phật thì ông đã chứng quả nếu mà con nhớ không sai thì hình như là Anaham. Thì sau đó thì ông về nhà, ông này rất là giàu và cũng có vợ thăm má Dina, nếu mà con nhớ không nhầm. Thì ông về ông nói là ông sẽ giao hết tài sản cho bà vợ để ông xuất gia. Thì mọi lần thì ông về thì ông rất là vui vẻ với bà vợ, nhưng mà hôm nay thì ông về thì ông không có vui vẻ với vợ như những lúc trước, không có cầm tay, không có ăn cơm chung mà ăn cơm riêng. Rồi sau đó thì ngày hôm đó sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp và ông chứng quả Anaham, dạ con sám hối nếu con nhớ không đúng, thì ông về ông nói với bà vợ là ông giao tài sản cho bà vợ để ông xuất gia. Bà vợ hỏi là bà vợ có lỗi gì không, thì ông nói là không có, nhưng mà bây giờ ông muốn xuất gia. Dạ. Xong rồi thì bà mới suy nghĩ là ông đã nói như vậy thì không lẽ nào mình nhận cái bãi nước miếng của cái người khác nhổ ra. Thành ra là bà cũng để lại tài sản và bà xuất gia bên tỳ kheo ni. Nhưng mà rồi bà đắc cái thánh A-la-hán và hình như là cái tuệ phân tích, lại con nhớ sai, tức là bà đắc cái quả A-la-hán. Rồi sau đó thì bà về nhà thì ông thăm mấy cá, ông lại nghĩ là bà này chắc là vì không chịu được ở trong cái đời sống nên là phải trở về nhà. Rồi ông cũng hỏi vợ một số cái câu hỏi thì bà này trả lời suôn sẻ. Dạ, sau đó thì ông hỏi câu hỏi khó hơn thì bà nói là chỉ đến đây thôi. Thì ông đem những cái câu hỏi này ông đến ông hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói nếu mà Đức Phật mà có những câu hỏi như vậy thì Đức Phật cũng trả lời như vậy. Dạ, con thì con như vậy sư, mà không biết có sai không, nếu con có sai thì con kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp con. Dạ ân sư, dạ kính cảm ơn đạo tràng, con xin xuống mic ạ. Dạ. Alo, 23123, còn 15 phút nữa, cho nên đụng đâu sâu đó đi, bởi vì đây nói về đại đức thăm mỹ ca, mà chúng ta cũng đã học một câu Phật ngôn, nói lên một ông thiện nam, tên là thăm mỹ ca, ông thiện nam nha, một người cư sĩ, cái ông này á, để có một cái sự phân biệt, đây là một vị tỳ kheo, bên kia là một người Việt Nam cũng tên là Mị Cá. Ông này á, gia đình của ông á, có tất cả là 14 người, tức là ông có 7 đứa con trai, rồi 7 con dâu, rồi ông với lại bà vợ nữa, tất cả 16 người. Mà 16 người này thường thường để bác hằng ngày, rồi bắt thăm, rồi làm những cái thiện sự, rồi trì giới, tức là đời sống của một người cư sĩ thuần thành. Rồi khi ông Lâm trọng bệnh á, thì ông mới nói để thỉnh chư tăng về nhà để ông được nghe những cái bài kinh trước khi ông ra đi.
Nhưng mà khi ông Chư Tăng mới hỏi, bây giờ ông muốn nghe kinh gì, thì ông mới nói muốn nghe về cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Thì Chư Tăng mới bắt đầu là tụng Ê Ca Mắc Vô Quy Số Tỳ Gia ha, Ê Ca Mắc Vô Quy Số Đầu á, cái bài kinh đó. Thì khi mà ông chú tâm ông nghe thì chính mắt ông ta là thấy sáu vị thiên tử, sáu cung trời đem những cái thiên xa xuống đón ông, ai cũng mời ông ta lên đó. À, lên cái chỗ của tôi sướng này, lên chỗ của tôi an vui, lên chỗ của tôi đẹp này, ha. Cái gì? Vì này nó khoan đã, trời em biết hết trơn vậy mà nó chặt lắc á, hay thiệt. À, Sư Kim Dung biết vậy chỉ khoan đã thôi chứ. À đúng rồi, khi mà các vị thiên tử mời thì ông đã nói khoan đã để nghe kinh, ông đưa tay khoát, nó khoan đã. Thì cái tiếng nói của ông ta để làm cho Chư Tăng hiểu lầm, mà Chư Tăng ở đây là cách hiểu lầm của mình tụng kinh đó. Ông yêu cầu tụng niệm xứ, bây giờ mình đọc tứ niệm xứ khoan đã, thôi đi. Rồi Chư Tăng mới nói thôi, ông muốn nghe thôi mình đặt một chí, thôi đi về. Nè, ô như vậy là Sĩ Khà nhớ nè, biết nè. À, ích kỷ, nhỏ mọn, không chịu lên nói. Để người ta nói muốn hết rồi, cái nào mới nói là nhớ cái bài này. Rồi, thì mấy đứa con của ông mới buồn. Nó của cha mình cả một đời làm phước mà, tại sao bây giờ nghe tụng kinh mà là đuổi Chư Tăng nó thôi đi, khoan đã thôi đi. Làm mấy ngày buồn như vậy hết trơn. À, rồi. Thì khi ông tỉnh lại, ủa sao ông nghe kinh kệ với Trăng vậy? À, ông mày quá à, ông thiếp đi, ông tỉnh lại, ông nghe kinh kệ vậy, ông ấy giật mình, thấy, ủa, sao con cháu rồi vậy, nó khóc lóc bù loa, ông ấy làm gì kỳ vậy? À, thì mấy đứa con nói, tại sao cha cả một cuộc đời có như tạo những cái thiện nghiệp, mà bây giờ cô cha là sợ Tứ Thần đến nỗi mà Chư Tăng tụng kinh tụng mà đuổi Chư Tăng về, thôi đi khoan đã, là mấy ngày buồn đi về hết rồi. Nghe ông Thăm Mười Cá này, ông Cận Sư Nam này, ông nói không phải đâu, tại mấy cái vị thiên tử kia quấy rầy ta, cứ mời ta lên xe này, mời ta lên xe kia, cho nên ta bảo thôi đi khoan đã, tức là ta muốn nghe kinh xong ta mới đi. Thì mấy đứa con đâu phải cái tâm cận tử đâu mà thấy được cái cảnh giới mà cái thú tướng để mình ra đi, đâu có nắm bắt cái đó. Cho nên nó nhìn quanh quốc nữa, trời ơi thấy lú lẫn rồi, sắp chết rồi. Cho nên sợ Tử Thần, xe cộ đâu mà nó là mấy vị thiên tử. Rồi người cha muốn làm sáng tỏ vấn đề, nói rằng bây giờ trong sáu cõi trời này cho con thấy cái cõi cảnh giới nào là cảnh giới an vui của thiên giới. Thì đứa thì nói đau lợi, đứa nói đau suốt. Rồi nhất trí với nhau là đau suốt, bởi vì cảnh đau suốt là cái cảnh mà có các vị Bồ Tát thường hay thuyết pháp đồ này kia, còn có thể tu tập được. Thì mới, nó mới đề nghị cảnh trời đấu xuất là cái cõi mà an vui, mình có thể tu tiếp tục được. Như vậy thì ông mới nói thôi, đem cái vòng hoa lại đây, con hãy chú nguyện đi, hãy chú nguyện vào vòng hoa này, rồi các con hãy liền lên. Nếu mà muốn ta về tới cõi trời đấu xuất thì cái chú nguyện đi được cái gì, liền cái vòng hoa lên. Rồi những người con làm theo lời ông cha. Và cái vòng hoa nó treo lơ lửng ở giữa hư không, có nghĩa là cái vị thiên tử của cõi trời đâu xuất đó, hạ cái càn xe xuống để có vòng hoa nó máng trên cái càn xe. Và khi thấy như vậy rồi thì mấy đứa con nó mới tin tưởng, mới thấy rằng ồ, như vậy là những cái lời mà cha nói là đúng sự thật.
Rồi Chư Tăng về trình báo Đức Phật. Thì Đức Phật ngài cũng nói, ồ các ngươi không hiểu ý của ông Thâm Mì Cá đó đâu. Ông bảo thôi đi khoan đã, có nghĩa là bảo mấy vị chư thiên kia giờ nghe kinh xong mới đi. À, đẩy câu chuyện đó là như vậy ha. Thì ông Thâm Mì Cá đó là một cận sự nam, còn các ông mà Thâm Mì Cá này là một vị tỳ kheo. Thôi làm lẹ cho hết giờ. Trời ơi, còn có 3 phút nữa làm sao mà quý vị cố ý lắng nghe chỗ này nó quan trọng mà. Bởi vì sau này á, khi mà ôn lại quý vị thấy hoan hỷ cái câu Phật ngôn này thì quý vị nắm cái nội dung ha. Ở trong thành Sawatthi có một Việt Nam đang sống an vui với gia đình, tức là sống rất là hạnh phúc. Một hôm thì ông này phát tâm muốn đi tu. Ông ta lê la ngồi gần bên người vợ, chuyện trò vui vẻ làm cho người vợ hài lòng ha. Rồi khi đó mới nói thật, này mình, anh có ý định đi xuất gia. Thì người vợ đang vui vẻ hạnh phúc thế này mà coi như là đi xuất gia, càng liền. Anh hãy khoan đi, trong khi em còn trong bụng này, có đứa con chưa ra đời. Người chồng nghe nói như vậy thì hoãn lại cái ý định xuất gia, chờ tới khi mà đứa hài nhi biết đi rồi mới từ việc để đi tu. Nhưng mà người vợ là can, anh hãy chờ cho cái đứa con nó khôn lớn đã. Nói như vậy thì ông ta cũng suy nghĩ, dầu vợ ta chấp nhận hay không chấp nhận, thì bây giờ cái ràng buộc mãi như thế này làm sao mà mình hết khổ được. Rồi, và ông ta quyết định chọn một hướng đi cho chính mình, đi tu. Sau khi thọ đề mục và ông ta tinh tấn thăm thiền quán tưởng và tự mình hoàn tất cái phận sự của một người xuất gia. Rồi khi mà đã đạt đến mục đích cứu cánh, ông ta mới quay trở về thành Sawatthi, mục đích để thuyết pháp tế độ cho gia độc và tế độ cho dòng họ thấu đạt được cái chân lý. Và khi đó con trai của ông ta cũng xuất gia theo ông ta. Sau đó không bao lâu, người con trai này cũng chứng đắc thánh quả A-la-hán, tức là người cha đi xuất gia thành tựu đạo quả, đem cái sự an đạt của thánh sản đó về. Và đứa con trai của ông ta cũng tiếp thu được trên này. Bây giờ còn ở nhà một mình bà vợ. Bà vợ này mới nghĩ, ta vì chồng mà nuôi con, mới lo coi sóc gia đình. Bây giờ cả hai, cả cha, cả con đều tu hết rồi, thì ta ở nhà làm gì nữa, thôi đi tu luôn. Và nghĩ như vậy thì đi vào trong ni viện để mà tu tập. Và duyên lành đã chín muồi, vị tỳ kheo ni này cũng chứng đắc thánh quả A-la-hán. Câu chuyện như vậy đã xảy ra là một cái đề tài cho các vị tỳ kheo ở trong một hội trường mới thắc mắc. Này các hiền giả, thiện nam Thâm Mì Cá tự mình sống theo chánh pháp xong rồi xuất gia hành đạo thành bậc A-la-hán, thế mà ông này cũng còn sanh cái tâm luyến ái đến vợ con. Tức là cái sự việc xảy ra mà các vị tỳ kheo phàm mới thắc mắc. Đức Phật người đến hỏi, ngồi tu gặp ở đây bàn tán cái gì vậy? Thì các vị tỳ kheo mới nói về câu chuyện của ngài Thâm Mì Cá. Và Đức Phật ngài dạy, này các tỳ kheo, đã gọi là bậc trí giả thì không bao giờ nên vì mình, vì người mà mong thành đạt cái kết quả. Chỉ nên nương theo pháp, làm việc hợp pháp thì tốt hơn. Và kết thúc, Đức Phật ngài đã nói là không vì mình, vì người, không cầu con ruộng tiền, không mưu thần trước quỷ,
chỉ sống thuần về đức hạnh thì chánh trí hợp với chánh pháp. Tức là ý nghĩa câu Phật ngôn mà chúng ta đang học đó. Người trí không làm điều tà, không vì thiên hạ hoặc là riêng ai, không nên bằng việc quấy sai cầu mong vương quốc, con trai, sự giàu, không nên tha thiết mong cầu dùng phương bất chánh ngõ hầu thành công. Được vậy mới thật đáng phong đức trí tuệ, có lòng thẳng ngay. Khi cái câu Phật ngôn mà 84 này kết thúc thì có rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đọc câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy lý đạo thông bồi, quyết xuất gia, xá chi con vợ, xá chi nhà, trước lo giải thoát riêng mình một, sau tính châu tuần tròn cả ba, bậc trí trước sau hành đúng đắn, người ngu cao thấp nói sai ngoa, mắt trần khó biết phân tà chánh, hợp pháp tỳ kheo, tức là thâm mì cá tỳ kheo la hán mà. Rồi như vậy trong cái duyên sự này chúng ta thấy trước tiên mình phải lo cho chính mình ha, và lo chính mình khi mà có được một con đường, có một ánh sáng, có một cái kết quả rồi thì mới đem cái kết quả đó, mà cái kết quả đây là thánh quả nha, đem về cho con, đem về cho vợ, hạnh tế độ cho thân bằng quyến thuộc. Đây là một cái hạnh một của vị tỳ kheo này gọi là hợp pháp. Rồi thời gian hơi lâu lâu nha, 4 phút rồi. Quý vị nhớ câu chuyện này đừng có lộn qua câu chuyện ông Thâm Mít Cá cư sĩ kia ha. Ông này là một cư sĩ thuần thành, hiểu biết giáo pháp, xin vợ đi tu từ khi đứa con còn nằm trong bụng á, nhưng mà bà vợ cản để đứa con lớn lên rồi đi tu. Rồi khi mà con lớn thì cũng cản tiếp, ông xin cũng cản tiếp. Rồi ông này mới nói khổ hay sướng là do chính mình, mà bây giờ mình phải tìm một con đường an lạc chứ, bây giờ cứ bị cột chặt, bị vương vấn, bị ràng buộc thế này thì làm sao thoát khổ được. Và nhất quyết đi tu. Và cái cơ duyên đã chín muồi cho nên tu không bao lâu là chứng đắc thánh quả a la hán. Và khi hưởng được cái hương vị của giáo pháp, muốn đem cái sự an vui đó đến với gia tộc của mình, và nhất là con, là vợ. Thì khi mà về tế độ thì đứa con tiếp thu nhanh hơn người mẹ, và cũng chứng đắc thánh quả a la hán trên cái hình thức của một vị sư. Rồi bà vợ nói thôi bây giờ chồng con đi hết rồi, ở nhà cũng buồn, thôi người ta tưởng có hướng đi, có tiền, cái sự an lạc, bây giờ mình ở lại đây giống như mình quơ những cái thừa thải, những cái gì mà tài sản của chồng của con để lại, giống như mình liếm cái nước bọt của người ta vậy. Suy nghĩ vậy thôi, vô chùa tu luôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và tuyệt vời, cả cha, cả vợ, cả con đều bỏ nhà bay trắng ra đi, thông dong muôn sự, viễn ly thế tình, pháp đen, pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc, câu kinh khước từ. Và như vậy thì chấm dứt cái câu Phật ngôn này ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin oai lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thiên văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành, tịnh lạc. Ete na sa cha quan che na sa tu vô, hô tu sa bạn đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu chư, luôn được an lành,
trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.